Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách giấm hồng xiêm nhé. Làm sao để cho những cái quả hồng xanh như thế này mà chúng ta giấm chỉ trong vòng qua đêm xong ngày hôm sau 1-2 ngày nữa là có thể chín mà ăn rất là ngon ấy, và nó ngọt ấy, và nó không bị sượng ấy. Để giấm hồng thì trước tiên là hồng khi ngắt về các bạn sẽ những cái quả dập, quả hỏng thì chúng ta bỏ đi hết. Còn bây giờ mình sẽ mang đi rửa thật là sạch để hết cái phần sần sùi bên ngoài đi, rửa thật kỹ thật sạch đi xong. Sau đó mình sẽ tráng lại bằng nước và sau đó mình sẽ để cho nó khô ráo nước ở ngoài cái phần cái ngoài hiên nhà ấy, để cho nó khô từ từ ấy, đến khi hồng thật là khô rồi, khoảng một ngày nó thật là khô rồi thì lúc đấy mình mới mang đi giấm hồng nhá. Ăn hồng thì có rất là nhiều công dụng mà hồng lại rất là ngon ấy. Thế nên đến mùa hồng ấy, nếu chúng ta mà có thể là dùng hồng của gia đình nhà mình ấy, để chúng ta có thể làm những món ăn rất là, để chúng ta có thể thưởng thức ấy, nó rất là ngon ấy. Nếu mà chúng ta không biết giấm thì ăn hồng chín cây thì nhiều khi là có những quả hồng nó chưa kịp chín nó đã rụng, hay là nó mà chúng ta cần ngắt ấy, thì chúng ta mà biết cách giấm như này thì ăn nó sẽ vừa ngon ấy, vừa tốt ấy. Thì khi mà rửa xong ấy thì những cái phần bụi bám nó sẽ không còn ấy, những cái không hẳn là bụi mà những cái phần mà bên ngoài của nó sẽ không còn sần sùi nữa, thì mình sẽ để cho khô cho ráo nhé, một cách tự nhiên mang ra ngoài hiên nhà cho nó có gió, cho nó khô, cho nó ráo. Sau đó mình mới chuẩn bị cái phần cái thùng ấy để chúng ta đi giấm, cái thùng sạch nhé. Sau đó chúng ta khi hồng đã khô hết rồi thì mình sẽ chuẩn bị nót những cái quần áo vải ở dưới đáy thùng, sau đó mình cho hồng mà mình quấn vào. Hồng đã thực khô rồi, trong một ngày hồng đã khô như này rồi thì chúng ta sẽ cho vào, chúng ta quấn, sau đó chúng ta thắp hương. Chúng ta thắp hương để khoảng một ngày sau thì mình sẽ mở ra rồi mình sẽ để ra ngoài trời thì hồng nó sẽ chín tự nhiên ấy, và nó rất là nhanh chín và chín đều. Đây ạ, hồng đây là mình đang tiến hành giấm đấy, cho hết vào như này. Sau đó mình lại lấy một tấm vải, tấm áo ấy, mình phủ lên trên trên rồi sau đó mình sẽ thắp hương để mình giấm hồng. Đây ạ các bạn, thắp hương như này nhé, cho chúng ta hai nén hương như này, sau đó chúng ta đậy kín lại để cho hồng nó chín. Đây là cách giấm hồng của nhà mình hay giấm ấy. Đấy, và giấm trái cây mình giấm tự nhiên như vậy. Đã, rồi bây giờ mình sẽ đậy lại, đậy kín luôn ạ. Đấy, thì khi mà một ngày sau mình quay lại thì nó sẽ thành phẩm như thế này. Đây, cái hương nó quẩn vào chung quanh hồng như thế này rồi, trong cái bọc này rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ ra như này và mình sẽ bỏ hồng ra bên ngoài, và chỉ cần thêm khoảng 2 đến 3 ngày nữa là mình có hồng chín mình ăn thôi. Giấm một cách tự nhiên như thế vậy. Ăn hồng thì rất là ngon ấy. Thế nên mà khi mà chúng ta biết cách giấm hồng ấy thì mình sẽ có một quả hồng vừa ngon, nó vừa lại có nhiều công dụng ấy, vừa làm đẹp da, chứa nhiều vitamin, rất là tốt cho sức khỏe, cung cấp năng lượng cho cơ thể, tốt cho mắt, cung cấp chất xơ, cải thiện hệ tiêu hóa, chống viêm, chống trầm cảm, giúp xương khỏe mạnh, chống virus và vi khuẩn ấy. Đây là thành phẩm khi mình giấm xong ạ.